Vâng, xin chào các bác ạ. Tiếp tục một chiếc nữa, em lên sóng tiếp một chiếc TCM 2013, sản xuất 2013, số tự động gật gù ạ. Số tự động gật gù hay sản xuất 2013, máy móc như mới ạ. Chiếc này mới chạy khoảng 3.000 giờ thôi, xe rất là đẹp, chất. Máy móc rất ok, chất ạ. Hạ xuống tí ạ. Em cho ra thử tải ạ. Chiếc này là 2 tấn rưỡi nhỉ. TCM Unicarry 2013. Số tự động gần gù ạ. Nguyên bản xe rất là đẹp. Chiếc này thì ghế điện thì phải ngồi lên thì mới điều khiển được. Đó. Rất khỏe, thủy lực guarantee đấy. Hơn 2 tấn lên thoải mái, nhẹ nhàng. 2 tấn rưỡi lốp lap ok ạ. Hai tấn rưỡi mới chạy có hơn ba nghìn giờ chú, 3.662 giờ. Đây máy đấy, máy thì gần như mới đó. Chạy rất là ít giờ, gần như mới. Quá đẹp. Toàn bộ nguyên bản đẹp, cực kỳ đẹp. Mọi thứ luôn rất là đẹp, nội thất sáng choang, máy móc êm ru. Các bác có nhu cầu thì cứ alo xem có hotline hoặc qua xem trực tiếp chiếc này. Đời cao, số tự động gật gù, xe rất đẹp. Xe thì vừa về bãi ạ. Cực kỳ là keng. Chạy rất sướng. Rất ít giờ, máy thì còn như nguyên luôn, 3.000 giờ thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.